Vâng, xin chào tất cả các bác. Em làm xe đạp hôm nay tiếp tục lên hình chiếc sản phẩm bãi thứ hai hiệu của Lafit, hay gọi là Gadit cũng được. Chiếc xe này đã áp dụng tại Nhật Bản, họ nôm na gọi là Nhật bãi. Xe là khung thép toàn bộ sơn đen, có lẽ dòng đứng khoảng 152 cm, tức là đầu xe M và cuối xe M. Thì chiều cao của xe này sẽ là tối thiểu 1m65 các bác nhé, và tối đa sẽ là 1m80. Xe hoạt động rất trơn tru và rất đẹp, màu đen tuyền. Bây giờ em xem phép quay chi tiết thì từng bộ phận để các bác đánh giá chiếc xe này nhé. Đây, ghi đông cong và có tay bánh phụ rất là tiện lợi. Đấy, xe đen tuyền luôn, tay kéo Shimano sáng quang trước, tem mã của Rafit đây và đít đây. Xe trang bị tàu hình rất là cơ bản, 3 đĩa và 7 lít, hoạt động rất là trơn tru. Và thì sẽ kiểm tra bộ số chiếc xe này xem độ hoạt động nó có mượt mà hay không đó nhé. Sơn đen tuyền luôn. Con này hôm qua về, chiều hôm qua em đã lau dầu mỡ cân chỉnh, hoạt động rất là trơn tru, Rafit. Và chiếc xe này giá cả rất là hợp lý các bác nhé. Thì tiện thể xin báo giá cho các chủ động mua hàng, em bán với giá là 3,7 triệu đồng, là 3,7 triệu đồng nhé. Chiếc xe tay cong giá cả rất là hợp lý đúng không ạ, và bền bỉ, và đương nhiên rất là đẹp, clip kêu rất là hay. Coi trang bị cặp bánh 700c, xe gió, bánh nhôm hai lớp. Đấy, tem công an bên Nhật. Ở đây xin phép quay chi tiết bộ chuyển động của nó đây. Tay kéo Shimano này, bộ đùi 3 tầng có nguyên cả chắn xích luôn, còn rất là mới. Gạt sau Shimano, lip Shimano, gạt trước Shimano, lan thép sơn đen, rất là cơ bản. Hoàng quang sau, hoàng quang bánh xe rất đầy đủ các bác nhé. Bây giờ em sẽ phép quay chi tiết, quay chi tiết bộ chuyển động của nó, và sẽ kiểm tra qua cái cơ của nó xem hoạt động trơn tru hay không, xem cái xe mình giá 3,7 triệu đồng có đáng mua hay không, hay là mình mua cái xe 5,7 triệu đồng. Phần điện thứ nhất này, phần điện thứ hai này, điều rất là ngạc nhiên là chiếc xe này giá cả rất là hợp lý, vậy mà bộ chuyển động của nó hoạt động rất là trơn tru. Em đang test thử đây, thậm chí còn ngon cả xe lại rất là nhiều, nhiều đắt tiền gấp mấy lần tiền thực tế, chuyển động không ngon, không mượt bằng. Có thể độ bền nó hơn nhưng mà cái độ mượt không bằng con này. Nói nhiều xe nhất không phải là tất cả. Một chiếc xe giá cả rất là hợp lý không ạ? Hoạt động rất là trơn tru. Em quay sáng các bác đây. Vậy để bác nào có nhu cầu sở hữu thì vui lòng liên hệ em làm xe đạp 1986, và số điện thoại là 0985125505. Các bác nhớ đăng ký kênh của em, ấn thích và chia sẻ giúp em các bác nhé. Chia sẻ cái video này giúp em này. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi.